cho các bạn nhé. Đây là tấm thảm kê kỹ thuật cực đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ thử một cái tờ giấy cho các bạn. Ở đây là nhiệt độ là 450, mình có thể cho lên 500-600, nhưng mà chỉ cần 450 là anh em đã còn thoải mái rồi đúng không? Đây, mình sẽ thử cho anh em. Đây, vun hết cái tờ giấy luôn. Mà không có phòng nhá. À, các bạn nhìn không có phòng. Ở đây thì lại còn tránh bụi bẩn. Đấy, các bạn có thể thấy đây. 450. Ở đây thì các bạn có thể thấy bụi bẩn đây. Mình vừa quay vừa làm. Đấy. Không có phòng gì cả. Cực đẹp luôn, như mới luôn. Các loại mỡ hà này thứ là tránh bụi bẩn nhá. Ở một ngày các bạn có thể dán thêm một cái miếng nam châm để các bạn cho ốc cực ngon luôn. Cảm ơn các bạn nhé.